Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng kiến một loạt các bê bối liên quan đến hành vi phản ứng của cầu thủ và quản lý câu lạc bộ đối với trọng tài, gây xáo trộn trong làng bóng đá nước này. Sau khi các án phạt nặng được áp đặt đối với các cá nhân vi phạm trong vụ hành hung trọng tài cách đây không lâu, một vụ việc mới lại xảy ra trong giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu giữa Istanbul Spor và Trabzonspor đã trở thành tâm điểm chú ý khi một tình huống gây tranh cãi xảy ra. Phút 68 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-1, Edin Visca của Istanbul Spor tạt bóng chính xác để Paul Onuachu của Trabzonspor ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau bàn thắng này, cầu thủ của Istanbul Spor đã tức giận và chạy đến vây quanh trọng tài, đòi được hưởng một quả phạt nền. Tình huống căng thẳng tiếp tục khi Batista Mendy của Istanbul Spor nằm lăn lộn trên sân sau va chạm với Florian Lossat của Trabzonspor trong vùng cấm. Chưa dừng lại ở đó, Ikmo Fechsarialioglu, chủ tịch câu lạc bộ Istanbul Spor, đã xuống sân và yêu cầu toàn bộ cầu thủ của đội bỏ thi đấu. Mặc dù có một số cầu thủ không đồng ý, nhưng cuối cùng họ đã phải tuân theo quyết định của ông Fechsarialioglu. Trong khi đó, các cầu thủ của Trabzonspor không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tiếp tục ở lại trên sân cho đến khi trọng tài chính quyết định hủy trận đấu ở phút 74. Phản ứng của các đội bóng và quản lý đã gây ra sự phẫn nộ và lo ngại trong cộng đồng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Huấn luyện viên Abdullah Absi của Trabzonspor đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của đối thủ và hy vọng vào quyết định của Liên đoàn bóng đá. Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ gặp phải những vụ việc như vậy. Trong quá khứ, đã có một số trường hợp tương tự đã xảy ra, khi các đội bóng thể hiện sự phản ứng mạnh mẽ đối với quyết định của trọng tài, ảnh hưởng đến cuộc thi. Sự kiện này cũng đưa ra câu hỏi về sự chuyên nghiệp và đạo đức trong làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.